Trung tâm thứ nào là cái trung tâm mà đem đến tiếng hát, đem những người hay trong Việt Nam ra. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2018, vào ngày chủ nhật cuối tuần, chúng tôi đang có mặt ngay trên đường Bosa, ngay nơi được đặt tượng của Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ngày hôm nay mọi người tập trung, nhiều người tập trung ở đây để biểu tình chống lại trung tâm Thúy Nga cũng như là đài TV Việt Face, với lý do đài TV Việt Face có những hoạt động cộng tác với đài truyền hình Vĩnh Long. Chúng ta sẽ theo dõi những hoạt động cũng như những thông điệp của cuộc biểu tình ngày hôm nay ngay tại đây, cũng như là lát nữa mọi người sẽ dời qua phía bên trụ sở của trung tâm Thúy Nga, cách đây của khoảng chừng 5 phút đi bộ mà thôi. Tôi tối kỵ và tôi chống nhất là cái đám Việt dân ăn cơm quốc gia thờ Mai Dân Cộng, mà tượng trưng cho là cái trung tâm Thúy Nga và đại diện Fest công khai nó tuyên bố rằng nó đã yểm trợ cho cái đài Vĩnh Long là 500 ngàn. Đó là nó một sự thách đố của chúng ta, là một sự, nghĩa là nó công khai hoạt động, chúng ta phải có một thái độ chống quyết liệt với đám đó. Người tị nạn cộng sản, người giữa quốc gia phải cực lực chống phản đối cái đài Việt Phép và cố gắng nối tiếp duy trì ngọn cờ vàng này đến thành công. Việc thi hành nghị quyết 36 của cộng sản ra khỏi lạc ranh quốc cộng của chúng ta, việc chúng ta phải làm, và việc này là do sự quyết tâm của toàn thể đồng hương. Thưa đồng hương, suốt chiều dài gần 25 năm, chúng tôi liên tục tổ chức các cuộc đấu tranh chống chế độ cộng sản xâm nhập ở hải ngoại để hỗ trợ tinh thần của người dân ở trong nước. Không có nghĩa là chúng ta sống ở trên đất nước tự do này rồi chúng ta quên hết cội nguồn của dân tộc, và đặc biệt là trong giai đoạn này, giai đoạn đất nước sắp rơi vào tay Tàu Cộng năm 2020, thì chắc chắn là không tránh khỏi. Nếu chúng ta người Việt ở hải ngoại thờ ơ lãnh đạo, nếu toàn dân trong nước không đủ can đảm nổi lên một cuộc cách mạng toàn diện để lật đổ chế độ cộng sản giữ nước, thì đương nhiên chuyện đó sẽ tới, chuyện lệ thuộc vào Tàu Cộng sẽ tới. Hôm nay một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự có mặt của quý vị, và chúng tôi kêu gọi cùng chúng tôi tiếp tục những cuộc biểu tình sắp tới để làm thế nào tách rời cái sinh hoạt của dân hóa dân của cộng sản, cũng như việc thi hành nghị quyết 36 của những tên Việt Nam ra khỏi lằn ranh quốc cộng của chúng ta. Thưa đồng hương, chúng ta ra đi chỉ mang theo cái tinh thần quốc gia dân tộc, bỏ hết cả quê hương, bỏ cả gia đình, ông bà, tổ tiên ở lại quê nhà. Các vị nghĩ như thế nào khi thế hệ chúng ta qua đi, thế hệ con cháu của chúng ta phải chịu ảnh hưởng hoàn toàn của Tàu Cộng, và đặc biệt cái lằn ranh quốc cộng ở hải ngoại này bị xóa đi bởi những cái thành phần cộng sản ra hải ngoại, thì chúng ta nghĩ thế nào về chuyện đó? Do đó cuộc biểu tình này hôm nay cũng nhằm việc chống đối sự xâm nhập của cộng sản, và cũng nhằm nói lên cái tiếng nói, tiếng chuông để cảnh tỉnh những ai còn thờ ơ lãnh đạm với dân tộc và đất nước.
để một ngày nào đó chúng ta phải chịu trách nhiệm với thế hệ mai sau. Một lần nữa, chúng tôi cũng nhắc nhở toàn thể đồng hương, chúng ta sống trên đất nước thượng tôn pháp luật, chúng ta được quyền biểu tình, nhưng mà chúng ta phải giữ trong cái tinh thần kỷ luật. Tẩy chay trung tâm Thuy Nga, tẩy chay Việt Pha TV. Đã lâu.
cho cộng sản đã đâu. Cô vừa mới bảo là đã đảo Nguyễn Ngọc Ngạn, thưa cô cho biết lý do ạ. Tại vì hợp tác với trung tâm Thúy Nga bao nhiêu năm nay rồi. Ông biết là cái B-70 mà nói là cộng sản lính Mỹ mới lại Việt mới là cộng hòa bắn thành ra tôi đã đảo ông á. Trung tâm Thúy Nga tôi đã đảo ông á. Giáo sư mà lại đi theo giặc thành ra tôi đã đảo. Con ngoan kiểm thống nào đã cộng tác với Việt Cộng? Con ngoan kiểm thống nào đã cộng tác với Việt Cộng? Con ngoan kiểm thống nào đã cộng tác với Việt Cộng? Tất cả cầu dân tộc lên trong bầu. Phi đốc phô nhân, phi đốc phô nhân, phi đốc phô nhân, phi đốc phô nhân. Now we come in it. Đây là khu vực ngay trước mặt của trung tâm Thúy Nga, vẫn trên đường Bosa một lần nữa, chỉ cách khoảng chừng 3 phút, 5 phút đi bộ mà thôi. Bây giờ đoàn biểu tình thì họ đi vừa mới đi từ mé bên kia, đi qua bên này của phía bên kia đường. Có lẽ là đoàn biểu tình họ sẽ đi thêm một vòng nữa trước khi đi qua ngay phía trước của trung tâm Thúy Nga để mà biểu tình. Có lẽ là cái khu vực mà được biểu tình là ở cái khoảng đi bộ ở ngoài sân mà thôi, vì phía bên trong là một khu vực đậu xe của tư nhân. Chúng ta thấy có khoảng cỡ chừng 7-8 vị cảnh sát của thành phố Westminster hiện nay đã có mặt từ sớm ở Thúy Nga, và trung tâm Thúy Nga vẫn mở cửa và vẫn mở nhạc rất là bình thường như mọi ngày. Và thông điệp nãy giờ chúng tôi ghi nhận trong đoàn biểu tình đó là những cái thông điệp ví dụ như là tẩy chay trung tâm Thúy Nga, tẩy chay Việt Face TV đã cộng tác với Việt Cộng vân vân. Trong đó có những cái tên cụ thể, rất cụ thể được nêu ra, đó là tẩy chay cô MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, và thỉnh thoảng cũng có người nói luôn cả tên của MC Nguyễn Ngọc Ngạn vân vân. Chúng ta sẽ xem rất là nhiều những cái hoạt động, những cái thông điệp sẽ được đưa ra trong ngày hôm nay. Và được biết là đoàn biểu tình còn dự định là đây sẽ trở thành một cuộc biểu tình mang tính hàng tuần, chứ không phải chỉ có ngày hôm nay mà thôi. Trong khi bên kia đường đoàn biểu tình đang diễu hành xung quanh trước khi tiến tới khu vực này một cách rất là ồn ào náo nhiệt, thì ngay phía trước trung tâm Thúy Nga một lần nữa chúng ta thấy cửa vẫn mở, nhạc để rất là nhộn nhịp, và phía trước thì có một số các vị nhân viên an ninh đứng phía trước. Trong vòng vài giây phút nữa đây chắc chắn là sẽ rất là náo động khu vực này, và được biết là có thể có những cái nhiều cái bất ngờ trong buổi biểu tình, trong lần biểu tình ngày hôm nay. Rõ ràng đó, má cá cộng đồng. Ngồi với cộng sản như thế này mà. Ngay trong gần khu vực biểu tình chống trung tâm Thúy Nga của đoàn biểu tình thì chúng tôi lại thấy có xe của ông Ngô Kỷ màu vàng với ba sọc đỏ rất quen thuộc, gắn liền với thương hiệu của ông Ngô Kỷ. Ông ấy đang chuẩn bị cho một cái thông điệp riêng. Ở đây chúng ta thấy có cái thông điệp đọc là đã đảo và chuất phế phát bùi bưng bô Việt Cộng và Tàu Cộng. Chúng ta phải hỏi rõ vực này nó ra như thế nào. Mặc dù là trong đoàn biểu tình vừa rồi chúng tôi thấy có chính ông Phát Bùi cũng đi và chính ông Phát Bùi cũng chống cái việc của trung tâm Thúy Nga lần này. Ông Ngô Kỷ cho biết là lý do như thế nào mà trong cái lần biểu tình này chống trung tâm Thúy Nga, chính ông Phát Bùi cũng là một người đi chống trung tâm Thúy Nga, nhưng ở đây ông lại để cái thông điệp chống ông Phát Bùi ở đây, thưa ông? Nó chống đó để mà giải tỏa cho chuyện này. Nó lợi dụng để chống, để chứng tỏ là nó chống cộng. Tôi là chỉ chống những thằng Việt Dân, những thằng siêu vi khuẩn đâu. Thúy Nga Paris này nọ, ok, chống tốt ha, thì phải tống tốt. Nhưng những thằng chủ tịch cộng đồng như thế này mà anh đi ngồi với thằng đạt sứ cộng sản, nó ngồi quý vị coi nè,
lúc đó trước khi đó, nó biểu tình nó mang cờ vàng ba sọc đỏ ha, cây cờ khi mà vô ngồi đại sứ quý vị thấy nó hàng không, nó lột ra cái cờ vàng cái cờ vạt như vậy, quý vị thấy nó hàng như đến mức dài đó, quý vị coi thử cờ vàng. Nếu nó chủ tịch cộng đồng tại sao nó không dám cả gân nhớ vô ngồi mang cờ vàng để mang vắt cha thùng rác rồi vô ngồi thằng đại sứ, một cái sự vô lý phi lý như vậy mà cộng đồng chúng ta câm cái mồm đi, quay nó nhục nhã không, ăn rồi đi ăn hiếp người này người đó. Cái chuyện chống thằng Việt Face là đúng, tại vì tôi chỉ chống về vấn đề chính trị, nó tuyên truyền nhà nghị quyết 36 truyền hình Vĩnh Long là nó đưa ra để tuyên truyền nhà nghị quyết 36, tôi chống về vấn đề chính trị, còn vấn đề Big State tôi không kè. Nhưng thằng Phát Bùi này nó nhân danh là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia hả, nó ngồi với thầy đại sứ ê cho phép nó ngồi với thằng cộng sản, ê cho phép nó hòa hợp hòa giải như thế này, đó là cái điều mà chúng tôi căm phẫn. Do đó chúng tôi chỉ tập chú những cái tên mà không ai dám nói, không ai dám đương đầu, không ai muốn chống, dám chống đối. Chứ cầu cái chuyện chống cộng sản, chống tâm cảm thì cả nước chống rồi, còn những thằng này mới nguy hiểm, Việt do nguy hiểm anh cộng sản, đó là chưa kể nó là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia đây. Thưa ông, ngày hôm nay là ngày mọi người tập trung biểu tình cái trung tâm Thúy Nga. Và ông Phát Bùi cũng là một người trong đoàn biểu tình, liệu rằng cái biểu tình ngược, tương đối ngược này nó có làm loãng đi cái thông điệp của cuộc biểu tình ngày hôm nay hay không thưa ông? Tôi không ca, tôi chỉ lo phần tôi thôi. Hả? Thằng cộng sản nó cũng nói là nó yêu tổ quốc, yêu quốc gia, chống xâm lăng này nọ, nhưng nó cũng là thằng phản bội tổ quốc. Thì Phát Bùi nó chỉ lợi dụng cái dịp này để nó đánh bóng tên tụi nó, để cho người ta thấy nó là thằng chống cảm thôi. Chứ nó chẳng có quốc gia chó gì thằng ngay cái thằng này. Nó còn bỏ phiếu cho Trung Cộng để mà vào cái thành phố gần London đuổi hết dân chúng Việt Nam ra, mua hết Bobby Home để mà biến thành Chinatown, biến thành Little China ở Nga thành phố gần London. Phá Phát Bùi, mày có bỏ phiếu cho thằng Trung Cộng bỏ mấy tỷ đô la để mua đất các gần London không? Đây là trò mị dân, chúng ta phải lột trần mặt cộng đồng này, đa số là hèn, tôi không nói tất cả, hèn lắm. Sợ hết, nó là chủ tịch cộng đồng, nó là phó thị trưởng, thì nghị viên e cũng sợ nó, sợ cái gì? Đây đất nước dân chủ tự do mà chúng ta không dám nói thì làm sao đồ họ trong nước không nói được. Quý vị, tôi chụp mũ dao, nó ngồi với thằng cộng sản, cơ đảo sao vàng quý vị coi. Cơ đảo sao vàng ngay có bằng tiệc vậy, hỏi làm sao chúng ta không phẫn nộ cho được. Hả? Xin cảm ơn ông Ngô Kỷ, đó là những cáo buộc của ông Ngô Kỷ đối với ông Phát Bùi. Và hy vọng là ông Phát Bùi sẽ có cơ hội để mà trả lời tất cả những cái đặt vấn đề của ông Ngô Kỷ ngay trong cuộc biểu tình của ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh. Và bây giờ thì đoàn biểu tình sau khi đi có lẽ đi một vòng bôn xa, bây giờ họ đã quay trở lại đây và ngay vị trí trước trung tâm Thúy Nga để bắt đầu một cuộc biểu tình chính thức ngày hôm nay. Tẩy chay, tẩy chay, tẩy chay. Đi cho các chơi đi. Đã đảo Thúy Nga Paris và nay. Dạ thưa, tôi tên là Vũ Huỳnh Trưởng, tôi là Phó Chủ tịch Nội vụ của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc Cali. Cái cuộc biểu tình ngày hôm nay là cái cuộc biểu tình phải đưa ra để cho tất cả đồng bào, tất cả mọi người Việt Nam phải ý thức về chuyện đất nước của chúng ta đã sắp mất nước. Mà ở hải ngoại này, tất cả mọi người Việt Nam có mặt ở đây, 99.9% là người tị nạn cộng sản. Cho nên phải ý thức điều đó, và tất cả những cơ quan truyền thông là phải ý thức được chúng ta không thể để cho bọn Việt Cộng bán nước cho Tàu. Đó là cái điều quan trọng. Những cơ quan truyền thông mà tiếp tay với lại Việt Press TV để quảng cáo những cái chương trình ở Việt Nam đem qua đây để tuyên truyền, đó là những cái nghị quyết 36. Đồng bào chúng tôi không chấp nhận, đó là lý do tại sao chúng tôi đã có mặt ở đây. Bởi vì chúng ta phải ý thức được rằng tất cả các nơi ở Việt Nam, các cái tô giới mà bọn Tàu nó ở, người Việt Nam không được bén mảng, kể cả bọn lãnh đạo Hà Nội không tên nào được vào. Đó là một cái điều sỉ nhục cho người Việt Nam. Ngày hôm nay bọn Cộng sản còn muốn có cái dã tâm là sửa đổi cả vấn đề ngôn ngữ của Việt Nam nữa. Đó là một điều vô cùng quan trọng, đó là một điều thâm độc, và đó là một điều muốn diệt dân tộc Việt Nam. Tất cả là chúng tôi thấy rằng là bởi vì bà giám đốc của tổng công ty Vietface đã công bố rằng là ở hải ngoại này hầu hết các cơ quan truyền thông đều trình chiếu những cái phóng sự các cái chương trình của Việt Nam đem ra. Chương trình của Việt Nam là đâu? Là Việt Cộng.
nó mới cho phép các cái cơ quan truyền thông Việt Nam. Và bây giờ lại đem những cái chương trình đó ra để ứng dụng ở hải ngoại này thì đó là một điều vô cùng sai lầm của những người làm truyền thông. Thưa anh, đó là lý do mà tại sao tất cả chúng tôi đi từ ở Bắc Cali, có những người đi từ hôm qua rồi nghỉ lại San Jose, và chúng tôi 3 giờ sáng chúng tôi xuống đây mong để được cùng với đồng bào, cùng với tất cả mọi người phải nói lên cái điều quan trọng là chúng ta đã đang mất nước và sắp mất luôn. Hồi nãy ông vừa mới nói là bà Tô Ngọc Thủy có nói rằng là các đài TV ở đây cộng tác với lại Việt Nam để lấy chương trình. Dường như bà ấy nói không sai, nếu như vậy có nghĩa là nhiều đài TV ở đây cũng cộng tác và lấy chương trình chiếu Việt Nam. Vậy thì việc tập trung chỉ biểu tình đối với lại việc Face TV thì nó có chưa đủ hay không thưa ông, hay là như thế nào? Dạ thưa, cái điều này đó, cộng đồng Việt Nam của chúng ta làm việc chưa tới mức, có lẽ là bởi vì nó chưa được phổ biến rộng rãi, cho nên là đồng bào của chúng ta ngày hôm nay chưa được đông lắm. Tôi nghĩ rằng là cái việc này nó phải được kéo dài, như là cái việc đã đả đảo Trần Trường ở tại đây khoảng 10 mấy năm về trước. Ông có nghĩ rằng các đài TV khi lấy chương trình hoặc là chiếu chương trình từ Việt Nam, lý do là vì chính người xem là người xem, có nhu cầu của người xem thì họ mới chiếu hay không được? Thưa anh, cái điều đó nó cũng đúng một phần, nhưng mà cái điều quan trọng nhất, nếu mà những người làm truyền thông mà biết lọc lựa những cái điều nào là điều đúng, và nếu mà anh chiếu những cái chương trình ở trong nước đem ra, đa số là chương trình của Việt Cộng, và làm cho đồng bào quen mắt, quen tai, nghe những cái điều của Việt Cộng nó tuyên truyền, nó mỗi ngày nó chỉ rất nhỏ, rất ít, thì cái điều đó nó sẽ thấm vào, và chất độc nếu mà thấm vào thì con người anh cũng một ngày nào đó anh sẽ như vậy. Thì có phải là cái vấn đề nằm ở chỗ người xem chứ không phải là vấn đề là nhằm ở các đài TV chiếu hay không thưa ông? Thưa anh, cái như thế này, truyền thông là những người truyền tải, đem những cái tin tức nào các anh chỉ vì tiền, chỉ vì cái quyền lợi của những cái cơ quan truyền thông, vì cái điều mà gọi là để sống còn của những cái cơ quan truyền thông đó, thì đó là một điều tắc trách và có tội đối với dân tộc Việt Nam. Hồi nãy đi ngang ông cũng có thấy ông có nói là Ngô Kỷ im đi, ông lý do cho biết vì sao? Tôi nói rằng là bởi vì ông Ngô Kỷ là muốn đem sang một cái hướng khác của ông Ngô Kỷ, điều đó không nên ở đây, tức là ông Ngô Kỷ không nên có mặt ở đây giờ này, bởi vì đồng bào chúng tôi là đang tập trung vào cái chuyện tẩy chay những cái cơ quan truyền thông, đó là làm cho đồng bào gọi là quên đi, lãng đi cái chuyện đó, thì đó là điều mà chúng tôi muốn nhắc ông Ngô Kỷ là mời ông Ngô Kỷ đi chỗ khác. Nếu ông Ngô Kỷ muốn làm thì ông Ngô Kỷ làm ở những cái chuyện khác, vào những dịp khác của ông Ngô Kỷ. Đó là xin cảm ơn ông rất nhiều. Trả lại ông cho chuyện biểu tình thôi. Vâng, xin cảm ơn. Quốc ca Hoa Kỳ. Send bright stars through the perilous fight, for the ramparts we watched were so gallantly screaming. Save the
buổi biểu tình thật là rầm rộ để cho tất cả các hội đoàn và tất cả mọi người dân biết đến những hành động đã tuyên truyền của bọn cộng sản như thế nào, và những người tiếp tay đã làm những công việc truyền thông là đem các cái chương trình của bọn Việt Cộng từ ở trong nước ra ngoài này để mà loan truyền, đem đến đồng bào những cái sự độc hại tuyên truyền của cộng sản qua nghị quyết 36 như thế nào. Đó là một điều mà chúng tôi, lý do tại sao chúng tôi đã đi từ Bắc Cali thật sớm, có những người đi từ ngày hôm qua, và ngày hôm nay chúng tôi đã đến đây rất sớm để cùng với ban tổ chức và đồng bào tất cả các nơi để chúng ta biết được rằng là đất nước của chúng ta đã và đang rơi vào tay của bọn Tàu Cộng do bọn Thái Thú Hà Nội như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc là những tên đầu sỏ đã rước bọn Tàu vào. Và quý vị biết rằng ngày hôm nay ngôn ngữ đặc cũng đang bị bọn Thái Thú Hà Nội tiếp tay với bọn Tàu để sửa đổi ngôn ngữ của chúng ta. Đã đảo với những nghệ sĩ tiếp tay với những cậu. Kính thưa quý đồng hương khắp nơi trên thế giới và đồng bào trong nước, báo Nhân Dân là một tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác nhận theo nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản cái sự hợp tác giữa đài truyền hình Vĩnh Long và đài Vietfest TV. Và gần đây trên tờ báo Người Việt, ông tổng giám đốc truyền hình Vĩnh Long đã xác nhận là ông có cái sự hợp tác sâu xa với đài Vietfest TV, và Vietfest TV cũng xác nhận trên tờ báo Người Việt là họ có cái liên hệ sâu xa với truyền hình Vĩnh Long. Gần đây truyền hình Vĩnh Long lại còn tổ chức một cái buổi vinh danh, chương trình vinh danh những chiến thắng Mậu Thân. Đây là một cái điều sỉ nhục cho đồng bào ở trong nước và đồng hương ở khắp nơi trên thế giới. Bây giờ sự việc nó đã rõ ràng như là ban ngày và ban đêm, như là trắng và đen. Chúng ta hoan nghênh sự hợp tác của cộng đồng người Việt Bắc Cali và cộng đồng Nam Cali cùng sát cánh với nhau lên tiếng cho đồng hương để phản đối Paris by Night, phản đối Vietfest TV, phản đối truyền hình Vĩnh Long. Và chúng tôi kêu gọi tất cả những ai đã và đang hợp tác với Vietfest TV hãy chấm dứt sự hợp tác của mình. Chúng tôi kêu gọi quý đồng hương tẩy chay không coi Vietfest TV, và chúng tôi kêu gọi tất cả các cơ sở thương mại Việt Nam đã và đang quảng cáo trên Vietfest TV hãy ngừng quảng cáo của mình. Đây là một cái điều hết sức là đơn giản. Chúng ta không chấp nhận chế độ cộng sản độc tài Việt Nam bóc lột người dân. Chúng ta không chấp nhận bất cứ ai làm việc với họ. Và chúng tôi đòi hỏi Vietfest TV phải chịu trách nhiệm với đồng hương khắp nơi trên thế giới về việc họ đã quyên tiền, đặc quyên, lợi dụng lòng thương của người Việt hải ngoại, lấy tiền gửi về cho bè lũ cầm quyền Việt Cộng để mà dùng cái tiền đó làm chuyện gì chúng ta không hề biết. Đây là một sự phản bội đến tình thương, đến cái lòng tư thiện của người dân ở hải ngoại. Chúng tôi xin hết lời. Những ca sĩ hát những cái bản nhạc vàng
nước 75 chúng tôi rất là yêu và rất là vinh dự vì có các trung tâm tiếng Nga Paris và những ca sĩ đã giữ được cái nhạc truyền thống và chiếc áo dài. Và ngày hôm nay thì chúng tôi vui bao nhiêu thì buồn bấy nhiêu khi chúng tôi đứng ở đây với tư cách là chủ tịch của Ủy ban chống văn hóa và tôn giáo vận và cũng kết hợp với Liên Ủy ban chống cộng và Tây Sai để mà biểu tình, để mà chống lại Thiên Nga Paris hoặc là đài truyền hình Việt Thét đã làm ăn với Cộng sản. Cái vấn đề chúng ta vận động tài chính để mà giúp cho những người nghèo khổ ở trong nước là một việc chúng ta nên làm. Có thể chúng ta vận động để giúp cho những người tù nhân lương tâm, tôn giáo và chính trị. Chúng ta có thể vận động tiền để giúp cho những người nghèo khổ, dân oan, mất đất, mất nhà đi khiếu kiện. Đó là tinh thần người Việt Nam. Nhưng điều chúng ta đáng buồn ở đây là chúng ta vận động tiền hàng triệu Mỹ Kim để đem về làm ăn chung với đài truyền hình Vĩnh Long. Để rồi chúng ta đánh mất đi cái tinh thần đạo đức nhân cách của người Việt Nam. Và chúng ta đã vi phạm về luật pháp Mỹ, về luật quốc tịch khi chúng ta tuyên thệ, chúng ta nói chúng ta không phải là đảng viên Cộng sản và chúng ta không phải là người Cộng sản. Nhưng ngược lại ngày hôm nay, và chúng ta đánh mất đi những cái thành tựu mà chúng ta đã xây dựng xuyên suốt 43 năm qua, đó là trung tâm tiếng Nga Paris hoặc là đài truyền hình Việt Pháp, đó là tiếng nói của dân tộc, đó là những cái hình ảnh văn hóa của dân tộc. Và ngược lại thì bị nghị quyết 36 của Cộng sản đã mua chuộc, và cuối cùng như vậy trở thành cái công cụ cho Cộng sản và chúng ta phản bội lại đồng hương, phản bội lại dân tộc Việt Nam. Dạ, vàng thì không có sợ lửa. Dạ. Và ông Ngô Kỷ có một cái thông điệp ở đây chống lại ông Phát Bùi, ông có điều gì để muốn nói được không? Cái chuyện này tôi đã nói rất nhiều rồi, tôi là người đứng ra tổ chức biểu tình đại sứ Phạm Kim Vinh và tôi phải đối diện với ông Phạm Kim Vinh thì tôi mới phản đối được, lên tiếng nói cho đồng hương ở tị nạn ở này để mà phản đối nhà cầm quyền Cộng sản lúc đó là đã hèn nhát trước cái việc mà để mặc cho Trung Cộng đem kéo dàn khoan hải lý vào xâm nhập trong lãnh hải của chúng ta. Thì phải có gặp mặt thì chúng ta mới đối diện và phản đối được, chứ còn đứng biểu tình từ xa xa không thấy một bóng thằng ma cộng Việt Cộng nào thì làm sao mà phản đối nó. Thành ra cái việc mà đưa một bức hình tôi ngồi ở đó mà cho là tôi ăn tiệc là hoàn toàn không đúng sự thực. Đồng hương đã biết ngày hôm đó tôi tổ chức hai xe bus để lên trên đó biểu tình đại sứ Việt Cộng, thì đưa cái tấm hình đó ra chỉ nhằm cái mục đích mà chụp mũ tôi mà thôi. Như vậy thì nhưng mà thôi, bây giờ tôi biết có một tôi cái có một cái điểm rồi, rất là quan trọng, ông ấy nói rằng hơn là nữa. Lúc mà cảm ơn ông anh bên ngoài thì ông có đeo cái cờ đỏ cờ vàng ba sọc, bên trong thì ông gỡ ra, ông có cái ý kiến gì về cái điều đó không? Tôi ở biểu tình từ sáng cho đến khuya và đến khoảng chừng 7-8 giờ tối, đến 3 giờ chiều thì là đồng hương chúng ta lên xe bus đi về. Tôi đã cởi áo ra và tôi cởi cái cravat ra bỏ vào trong cặp, và cái cặp computer laptop của tôi được bỏ lên trên xe bus để đi về. Sau đó thì chúng tôi được lệnh là phải tìm cách đột nhập vô, thì tôi không còn cái cravat từ hồi 3 giờ chiều. Nó đơn giản vậy thôi. Xin cảm ơn ông. Đó là những câu trả lời của ông Phát Bùi trực tiếp đối với lại thông điệp phản đối của ông Ngô Kỷ. Hy vọng là kể cả hai phía đều có cái lý giải về những tấm hình ông Phát Bùi đang ngồi mà ông Ngô Kỷ đưa ra về cái việc đó.